Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại một video hướng dẫn cho các bạn cách ẩn video Reel Instagram đề xuất nha các bạn. Thì mạng xã hội Instagram sẽ đề xuất các video Reel để tăng thêm trải nghiệm sử dụng sản phẩm. Tuy nhiên với những cái video Reel Instagram đề xuất có thể không theo sở thích của các bạn, hoặc là những cái video Reel Instagram có nội dung không phù hợp, thì các bạn có thể ẩn những cái video với Reel trên Instagram để không thấy những cái video đó nữa nha. Thì đầu tiên các bạn hãy mở cái ứng dụng Instagram trên điện thoại của các bạn lên nha. Tiếp theo là các bạn hãy chọn vào biểu tượng. Tiếp theo là các bạn hãy truy cập vào trang cá nhân của mình bằng cách là chọn vào biểu tượng avatar ở phía dưới bên phải màn hình điện thoại nha. Rồi mình sẽ chọn vào cái biểu tượng ba dấu gạch ngang ở phía trên bên phải màn hình điện thoại để vào truy cập vào quyền riêng tư. Thì ở đây mình sẽ chọn vào phần cài đặt vào quyền riêng tư luôn nha. Mình sẽ chọn vào cài đặt vào quyền riêng tư. Tiếp theo là các bạn hãy chọn vào phần là nội dung gợi ý nha các bạn. Rồi tiếp theo là các bạn hãy lướt xuống và các bạn hãy chọn vào cái phần là nội dung gợi ý nha. Là cái phần này thì mình sẽ chọn vào cái phần nội dung gợi ý nha các bạn. Rồi trong cái phần là tạo mẫu bài viết gợi ý trên bảng viết á, thì mình sẽ bật nó lên nha. Thì nếu mà các bạn tắt như thế này thì nó sẽ hiển thị, còn nếu mà các bạn bật cái tính năng là tạo mẫu bài viết gợi ý trên bảng viết thì nó sẽ không có gợi ý nữa nha. Thì mình sẽ tiến hành gạt cái thanh trạng thái màu xám sang bên phải để bật tính năng này lên nha. Thì cách như vậy là các bạn đã hoàn tất việc là ẩn video Reel Instagram đề xuất rồi. Thì nếu mà các bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì để lại comment bên dưới mình sẽ giải đáp nha.